Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, Mạnh Cường Audio còn chuyên thi công, lắp đặt phòng karaoke, hội trường, bar, cung ứng thiết bị tổ chức sự kiện quy mô lớn, vừa và nhỏ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình vừa về được một cái lô micro rất là xịn sò. Giá rất là tốt anh em ha. Thì đây trước mặt anh em, đây mình vừa về được 8 bộ mixer ULX-B4. Thì ULX-B4 là cái model của cái Red Server, cái đầu thu sóng nha. Và cái tay mix của nó sẽ là ULX-2. Và cái này đang sử dụng đầu SM58. Toàn bộ là đầu SM58 hết anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ quay lại gần chi tiết cho anh em xem. Trước khi mình review chi tiết thì mình sẽ quay anh em xem. Đây là hàng cũ đã qua sử dụng rồi ha. Đó. Tuy nhiên thì cũng tương đối đẹp. Đây, tay thì có thể là hơi chầy một chút xíu nhưng mà không đáng kể đâu ha. Nhìn rất là đẹp. Đây mình quay nó bị chói cái ánh sáng vậy thôi ha. Nhưng mà thực tế nó cũng rất là ok. Hộp sóng thì có một số hộp nó bị chầy chút xíu ngay trên thân. Là do mình để chồng lên nhau đó. Ở bên Mỹ người ta để chồng lên nhau anh em ha. Anh em lưu ý đây là hàng Mỹ nha. Hàng ship từ Mỹ về nha, và ULXB thì nó sẽ là made in Mexico. Nó sử dụng pin 9V. Đây, mình tháo cái nắp pin cho anh em xem. Đây, sử dụng pin 9V ha, made in Mexico anh em ha. Đây, không lấy nét được ta. Lấy nét lại cho anh em xem. Mexico anh em ha. Mình quay bằng cái điện thoại hơi mờ, mình sẽ đặt cái máy xuống, mình lấy nét cho anh em xem. Đấy, lấy nét màn hình anh em sẽ thấy thôi. Đó. Bây giờ mình đã lấy nét xong ha. Đây là Mexico. Mexico. Đầu nó sẽ là SM58 anh em ha. Sử dụng toàn bộ đầu SM58 hết. Và đúng ra thì cái xua ULXB này á, cái anten của nó sẽ là anten dài. Tuy nhiên thì cái lô này ở bên Mỹ người ta làm mất hết anten rồi. Thì ở bên đó người ta gắn anten ngắn. Thì anten ngắn này cũng là của Shure nhé. Và anh em chúng ta cũng biết rằng là các cái bộ Shure SLX thì hay gắn cái anten ngắn này. Thì anten ngắn này cũng là của Shure luôn. Và nó đáp ứng cái tần số sóng rất là rộng. Cho nên là khi chúng ta sử dụng anten ngắn, anten dài thì tất cả đều như nhau. Nó chả khác gì hết nhé. Tuy nhiên thì cái anten dài nó sẽ đắt tiền hơn anten ngắn khoảng tầm 200-300 ngàn. Ví dụ như anten dài giá khoảng 700 ngàn một cặp anten thì cái này tầm 450 đến cho tới 500 ha, ví dụ như vậy. Đó, cái hộp sóng nó rất là đẹp. Đây, hàng cũng rất là ok nhé, không có xấu đâu. Không có đẹp xuất sắc nhưng mà không xấu anh em ha. Mình về được 8 bộ thôi. Thì cái giá thị trường cái bộ này nếu mà anten dài á, hàng mà đẹp đẹp chút á thì giá thị trường tầm 9 triệu một bộ nhé. Đầu SM58 này ha, thì tầm 9 triệu. Tuy nhiên bên Cường bán cái lô này giá rất là tốt. Anh em chúng ta cần biết giá thì vui lòng inbox giúp Cường ha. Hoặc là liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946 73 46 46. Thì mình cũng có gợi ý luôn, giá thị trường tầm 9 triệu một bộ nếu đẹp. Còn cái lô này Cường bán giá rất là tốt nha. Giá rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu thì vui lòng inbox với Cường ha. Chúng ta mua số lượng, nếu chúng ta lấy hết cả lô này thì giá nó tốt hơn. Giá cực mềm luôn. Giờ mình quay phía sau cho anh em xem. Đây là cái mặt sau của nó ha. Thì tất cả 8 bộ này đều gắn anten ngắn hết. Anh em lưu ý đây là anten xịn nha, không phải là anten đều đâu nha. Anten của Shure luôn nha. Đấy. Anten này thì nó đáp ứng cái tần số sóng rất là rộng, cho nên là anh em chúng ta khỏi lo về vấn đề anten này nọ ha. Một số bác cứ quan niệm rằng là phải anten dài mới được, nhưng mà anh em chúng ta cũng lầm rồi. Không nhất thiết cứ phải là anten dài. Tại vì anh em chúng ta cũng biết rồi, một số anh em làm sự kiện á, thì về thường tháo bỏ anten, không dùng anten. Người ta sẽ dùng một cái bộ kích sóng ha. Thì lúc đó cái anten này nó cũng không có dùng tới nữa. Ví dụ như vậy ha. Đó, đây là cái cục adapter nguồn của nó. Thì adapter nguồn nó là autovol hết ha anh em ha. Đây cho anh em xem cái adapter nguồn đây, xua luôn nhá. Đây, điện áp từ 100 cho tới 240V. Đấy, nguồn auto volt nha. Mình về được 8 bộ thôi.
Đấy, cái này anh em chúng ta lấy dùng quá tuyệt vời. Và cái đầu SM58 thì anh em chúng ta cũng biết rồi, cái chất âm của nó thì chuyên thiên về cái dòng nhạc rock. Lý do tại sao những các chương trình live show rock người ta thường dùng SM58, tại vì cái SM58 này chúng ta có la lớn cỡ nào nó cũng không bị vỡ tiếng nhá. Đấy. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Và giá thị trường nó tầm 9 triệu một bộ nếu hàng đẹp nhá, hàng đẹp và anten dài. Tuy nhiên đây thì mình bán rẻ hơn rất là nhiều. Và anh em muốn biết giá chính xác thì vui lòng bình luận bên dưới, để lại số điện thoại, hoặc là anh em liên hệ với Cường trực tiếp qua số điện thoại là 0946734646. Cường sẽ xin phép không được báo giá ở trên này. Vì thì hiện tại trên thị trường rất là nhiều anh em bán những cái hàng cũ, hàng sách tay Mỹ về như thế này, mọi người một giá, cho nên là mình nếu báo giá lên thì có thể là đụng chạm tới một số người, người ta bán hàng nói chung giá nó căng căng một chút, ví dụ như vậy ha. Đấy, mình không có ý gì hết, không đụng chạm gì hết, cho nên là mình không báo giá. Và giá dưới 9 triệu anh em ha, mình bán giá dưới 9 triệu. Đấy, thị trường thì tầm 9 triệu nhưng tuy nhiên mình bán giá thấp hơn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với Cường. Đấy. Và bây giờ là buổi tối thì mình sẽ tạm dừng cái video này. Ngày mai mình sẽ làm một cái video test chất âm của nó, và mình sẽ quay thực tế bằng cái điện thoại luôn, thu từ chiếc loa ra luôn nhá. Mình sẽ quay âm thanh trực tiếp luôn cho anh em chúng ta nghe thử. Nếu mà nghe qua điện thoại nó ok rồi á thì anh em chúng ta nghe thực tế bên ngoài nó còn hay hơn nhá. Rồi bây giờ xin chào anh em nhá, hẹn gặp lại anh em vào cái đoạn tiếp theo. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử cái chất âm của cái bộ Shure VLX-B4 này anh em nhé, ở đầu SM58. Đây, mình đang sử dụng cái bộ này. Và mình đang test trên một chiếc loa FPT J12, loa bẹt C anh em ha. Loa bẹt C là loa không có công suất nhé. Mình đang sử dụng một cái cục men Việt Nam thôi. Đây, men K6S. Và mình sẽ câu tín hiệu trực tiếp từ cái mixer đi xuống men và ra loa luôn. Mình không qua bất kỳ một thiết bị xử lý nào bên ngoài hết ha. Đây, cái code server thì mình cũng đã mút hết rồi, anh em thấy không? Đã off hết rồi nhá, không sử dụng cái gì hết. Và bây giờ đây là cái master của mixer ha. Rồi micro mình đang cắm line số 12 thì mình đang low cut nó ở 106 Hz anh em ạ. Đó, đang low cut 106 Hz. Và hoàn toàn mình không có chỉnh equalizer gì hết ha. Em nhìn thấy đây. Đó. Ok chưa? Lên 67, lên. Lên 67, lên 6. Đó. Chưa cắt EQ nha. Tiếng rất là đẹp. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng thấy. Hồi là hồi hoa chỉ thấy. Đấy. Tiếng rất là đẹp ha. Ở đi hi hi. Cái micro xịn thì tiếng nó ra rất là chi tiết. Và hiện tại đây là Cường đang quay trực tiếp bằng cái điện thoại anh em ha. Đó, nó sẽ có ảnh hưởng cái môi trường bên ngoài, cũng như là cái micro điện thoại nó sẽ thu vào rất là kém. Chất âm nó vào trong cái điện thoại nó sẽ không được hay như bên ngoài. Đấy. Còn nếu chúng ta nghe bên ngoài thì quá tuyệt vời. Lên 67. Đây là micro đây nha. Đây là micro đây nha. Đó. Lê. Anh em thấy chưa? Lê 567. Anh em nghe cái tiếng nó ra rất là dày ha. 67 Lê hê. Và đặc biệt là cái đầu SM58 thì chúng ta hát mà chúng ta gào thét thật là lớn thì cũng không bao giờ vỡ tiếng. Bây giờ mình sẽ thử hát một cái bài karaoke ha. Đây, mình sẽ thử hát một bài nhé. Mình hát thì không được tốt đâu, anh em chúng ta nghe cái chất âm của micro thôi. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ không quay vào cái loa nữa, mình sẽ quay vào micro. Anh em nhìn thấy mình đang nói trên cái mic này ha. Lê. Đó, thì khi anh em chúng ta mua thì Cường sẽ hướng dẫn cho anh em chúng ta chỉnh gain ở trên tay mic nha. Để khi nào chúng ta la thiệt lớn mà cái đèn ở trên này nó không bị bách thì tiếng nó sẽ ok hơn nha. Còn micro mà chúng ta la lớn mà trên này cái đèn này nó đỏ rực thì nó cũng có nhiều vấn đề xảy ra ha. Cho nên là chúng ta chỉnh cái gain của tay mic cũng quan trọng lắm nhé. Rồi bây giờ mình hát thử một bài nha. Mình sẽ kẹp cái điện thoại vào cái chân máy quay.
Đó. Và giờ mình sẽ phát nhạc, mình hát thử bài. Hát thử cái bài gì vậy ta? Bài này thì mình ít có hát lắm, hồi xưa hát anh em nhé, mình lâu nay không hát. Bây giờ mình hát thử cái bài Em Về Với Người, hát nhạc sến ha. Mình sẽ bỏ một chút reverb thôi. Hey hey, hey hey, check one two, lê lê. Đó, không cắt EQ anh em nha, bỏ effect vào mà tiếng mình đẹp ha. Hey sầu. Đó, trong phòng nó hơi bị ôm một chút xíu thôi. Đấy là chưa cắt EQ, nếu mà cắt một chút EQ thì tiếng nó sẽ gọn hơn. Tuy nhiên mình không cắt, mình để về mình hát luôn. Lê Sầu. Hát thử một đoạn của cái bài Em Về Với Người nhé, hát trên cái nhạc nền của Randy. Hát một đoạn thôi nhé, mình không có thuộc nhiều. Lê Sầu về. Hey hey, check one two, check one two. Hey, check one two, check one two. Với người hết rồi câu chăn gội, hẹn ước tròn đôi, bấy chứ riêng một mình tôi mơ nhiều và ước nhiều, để rồi như mây khói. Tình đã vời xa, xa vời tiếc thương cũng rồi. Ôi xa cách từ đây, đớn đau đau đớn nào ai hay. Xin miễn sao đời vui với duyên tình ai. Anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài lâu, để em lỡ duyên tình đầu. Đấy, mình hát thử một khúc thôi. Anh em thấy cái reverb mình bỏ rất là ít nha, bỏ rất là ít tiếng reverb. Mình hát thử một khúc thôi để tránh bị cái bản quyền trong cái bài nhạc nền này anh em ha. Thì anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Và xin phép anh em là Cường sẽ không có báo giá công khai ở trên cái YouTube này anh em ha, bất kỳ ở trên YouTube hay là Facebook. Tại vì thì hiện tại là cái sản phẩm này, hàng sách tay ở bên Việt Nam á, anh em bán rất là nhiều. Mỗi người bán một giá, có người thì bán tầm hơn 9 triệu, có người thì bán 9 triệu. Tuy nhiên thì Cường bán giá sẽ thấp hơn rất là nhiều. Đó, chính vì đó thì anh em chúng ta có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Cường qua số điện thoại nhé. Thì Cường sẽ báo giá cho anh em. Hoặc anh em chúng ta cứ kết bạn với Zalo của Cường qua số điện thoại của Cường luôn nhé. Và Facebook cũng vậy, Facebook của Cường là giống như cái tên channel YouTube của Cường đó anh em ha. Và cũng như là sắp tới thì Cường sẽ có một cái video hướng dẫn cho anh em chúng ta ken sóng. Hiện tại bây giờ thì cái tần số sóng nó đang bị trùng sóng anh em này. Anh em thấy là Cường đang tắt cái tai micro rồi, tuy nhiên thì cái cột sóng nó vẫn chớp lên hai nấc. Để hiện tại nó đang bị trùng sóng ha, mình sẽ ken nó đi. Cái này mình vừa lấy về luôn, cái này hàng bên Mỹ nhập về mà mình chưa có làm bất kỳ cái gì hết, mình mới vệ sinh lau chùi thôi nhá. Clip sau thì Cường sẽ chia sẻ anh em chúng ta cách ken sóng, ken tần số sóng sạch nhá. Bây giờ chào anh em nhá, và anh em nhớ đăng ký cái kênh YouTube của Cường để chúng ta sẽ nhận được các video mới nhất từ Cường. Và bây giờ chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào một video tiếp theo.